Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong cái chuỗi video về Hoành Phi câu đối nói riêng và về đồ thờ cúng tâm linh nói chung. Hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2022, cơ sở đồ gỗ Đồ Tài Lành tiếp tục cập nhật các cái mẫu Hoành Phi liền khối. Đây đang được đánh giá là các cái mẫu Hoành Phi hiện đại nhất và đẹp nhất hiện nay chưa có cơ sở nào làm. Chúng tôi cũng khẳng định luôn trên cái thị trường đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ và về hoành phi câu đối nói riêng. Thì trên hình quý vị và các bạn đang xem, đây là ba tấm hoành phi. Ba tấm hoành phi hàng liền khối được làm trên nền chất liệu gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá. Thì chính diện hình quý vị và các bạn đây, đây chính là hai tấm hoành phi được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá gỗ hương đá này thì có cái nguồn gốc chủ yếu đó là nhập khẩu từ Nam Phi qua cầu cảng Đình Vũ và sau đó sẽ vận chuyển về tới Việt Nam để điêu khắc nên các cái tác phẩm đó là hoành phi liền tấm liền khối thì hiện nay rất nhiều quý khách hàng đang phân vân không biết là nên làm về hoành phi liền khối hay là hoành phi nong khung và hoành phi liền khối thì chúng ta nên làm chất liệu gỗ gì để đảm bảo an toàn trong quy trình sử dụng Thì ở cơ sở đồ gỗ đồ tài lanh Cũng tư vấn luôn tới quý khách hàng Khi chúng ta dùng về các sản phẩm liền khối Thì chúng ta nên chọn Đó là chất liệu gỗ gõ đỏ Hoặc gỗ hương đá Để làm về tấm hoành phi Còn về câu đối thì chúng ta có thể tham khảo thêm Đó là chất liệu gỗ gụ Câu đối liền khối Nhưng riêng về tấm hoành phi Thì chúng ta chọn trên chất liệu đó là gỗ gõ đỏ Và gỗ hương đá thì tấm hoành phi mà quý vị và các bạn đang xem đây thì có cái chiều dài kích thước chuẩn phong thủy là 2m17 chiều rộng 67 và được điêu khắc kênh bong thủ công sắc nét tấm ván liền tấm này có độ dày là 6cm được điêu khắc hoàng hoành phi lồng cuốn thư với nội dung ba chữ Hán Nôm là Đức Lưu Quang Tại sao đây lại được đánh giá là cái mẫu hoành phi liền tấm liền khối và đắt nhất hiện nay cũng là mẫu đẹp nhất hiện đại nhất chúng ta có thể thấy được các cái mẫu rồng hóa cây mai được thiết kế ở hai đầu cuốn thư và phía bên trong là bức cuốn thư được điêu khắc rất là đẹp có hình tượng bút kiếm và phía trên của bức cuốn thư này đó chính là điểm nhấn đó là hai chú chim đang bay từ phía ngoài các cành cây bay vào trong giữa bức cuốn thư là trầu và giữa rất là đẹp và dáng chú chim này được điêu khắc thủ công kênh bong bởi những người nghệ nhân hàng đầu gốc nghề và phía dưới bức cuốn thư thì lại có một hình tượng nó nó đó là hồ phu đều được làm bằng tay rất là có hồn từ cái răng cái tóc mắt vẩy chân người ta hay gọi là đầu lân chân móng nhìn trông rất là dữ đó chính là các cái hình tượng làm lên điểm nhấn của tấm hoành phi liền khối và đây cũng là mẫu hiện đại nhất hiện nay với tấm liền và tiếp theo chúng ta cùng đi sang một chất liệu đó là chất liệu gỗ gõ đỏ Ghana gỗ gõ đỏ Ghana này được lấy tên và nó được trồng ở đất nước Ghana một nước ở Tây Phi màu gỗ thì có màu vàng nhạt và ngày nay thì người ta gọi chung đó là gỗ gõ của Nam Phi Nhưng tên gọi chuẩn là gỗ gõ của Ghana thì Hiện tại những người gia chủ đang dùng về Hoành Phi từ chất liệu gỗ gõ Ghana này Thì rất là ít Bởi vì cái giá thành của nó lên rất là đắt Tính thẩm mỹ cao Và các cái đường vân thì sắc nét Chất gỗ thì bền bỉ theo thời gian Không cong vinh Khi chúng ta gặp thời tiết mưa nắng bởi vì cái chất liệu gỗ này khi sống ở các cái vùng nhiệt đới đấy Thì là gỗ nó đã rất là bền Ở những nơi nắng cao, độ ẩm lớn Chất liệu gỗ được phơi mưa nắng rất là bền bỉ theo thời gian Và gỗ này cũng là một loại gỗ rất là quý Có giá rất là cao trên thị trường hiện nay Được xếp vào nhóm 1 Chất nặng, chắc chắn Khả năng chịu lực, chịu va đập rất là tốt và về mẫu mã này thì cũng được làm giống với bức hoành phi gỗ hương đá mà quý vị và các bạn vừa được xem. Chỉ có là trên nền chất liệu gỗ gõ đỏ. Trong video clip vào ngày hôm nay, chúng tôi cũng muốn tư vấn tới quý khách hàng. Đó là khi làm về hoành phi liền tấm liền khối, chúng ta nên chọn chất liệu đó là gỗ gõ hoặc gỗ hương đá. Và tấm liền mà quý vị và các bạn đang xem đây được làm với độ dày đó là 9cm dày hơn tấm hương đá đó là 3 cm. Và chiều dài cũng là 2m17 và chiều rộng 67. 2m17 thuộc cung Tài Lộc và 67 thuộc cung Đăng Khoa. Và một mẫu hoành phi liền khối nữa đó là bức hoành phi được điêu khắc với nội dung Ngũ Phúc Lâm Môn. Quý vị và các bạn đang xem. Được thiết kế theo lối cổ chuyện tàu lá dắt. Độ dày thì cũng là dày 6 phân liền khối liền tấm làm hàng thửa rất là vip đây là toàn bộ các khách hàng trên toàn quốc đã đặt các cái tấm hoành phi liền khối và sẽ được bàn giao trong thời gian sắp tới hoành phi ngũ phúc lâm môn này được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá và cũng có độ dày là 6 phân sen kẽ là các cây tứ quý và sen cò chữ hán nôm thì có phụ đề tiếng việt ngũ phúc lâm môn ý nói là năm phúc vào cửa và năm phúc thì gồm có phú quý thọ khang ninh đó chính là cái biểu tượng của ngũ phúc lâm môn quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm về hoành phi câu đối liền khối hãy liên hệ với cơ sở qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý vị và các bạn các bạn đang xem mẫu Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Nghi Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi luôn cập nhật các cái thông tin mới nhất nói về hoành phi câu đối. Đây là mẫu hiện đại và đẹp nhất, cũng là mẫu đắt tiền nhất hiện nay. Ba tấm hoành phi liền khối của các khách hàng đã đặt trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cập nhật cùng một lúc để cho quý vị tiện theo dõi hơn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo